Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kiện Trần TC. Kênh của em chuyên review về những sản phẩm cũng như đồ dùng sử dụng hữu ích trong gia đình. Thì hôm nay em có mua và về mở hộp cho các bác quay chiếc thang hiệu Sumika này, thang nhôm gốc nha. Thì cái ưu điểm của cái thang nhôm này nó có cái ưu điểm như này. Thì các bác cùng xem em mở hộp chiếc thang này nha. Đầu tiên các bác cùng quay em tổng thể chiếc thang này. Đây nhãn hiệu thang. Đây model là SKM404. Được nhập khẩu và phân phối tại công ty dịch vụ Phạm Gia Nguyễn, số 1719 đường D15, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, sản xuất năm 2020 nha. Đó, xuất xứ thì Trung Quốc à. Bảo hành 12 tháng. Đó, xung quanh xem sản phẩm này. Đây cái đầu kia này, đầu này nó dễ nhìn hơn. Đây, có thước là đây, kích thước hộp là 1m2 nhân 21 nhân 54 cm. Có trọng lượng của nó là cái thang là 9,8 kg, còn cả hộp này là 11 kg. Đó, một chiếc. Và bây giờ em sẽ mở hộp chiếc thang này ra. Bây giờ sẽ dùng ra cái vạch đây. Sản phẩm được bọc rất kỹ nha. Đây là em đến tận công ty em lấy, nên là nhân viên đã bọc kỹ cho em để vận chuyển trong quá trình đi. Vì Sài Gòn nó cũng đang trời mưa, ta sợ ướt. Cái giá của cái chiếc thang này em sẽ nói ở cuối video. Các bác quay cuối video em sẽ cho cái giá chiếc thang này. Cũng rất rẻ thôi. Quay rất kỹ nhỉ các bạn. Đã đựng trong thùng thôi lại nha. Đó, hàng được đựng trong thùng, sau này đựng trong bịch xốp kỹ càng, thế nên là thao các bác vận chuyển. Này, sau khi em tháo ra mình kỹ sản phẩm kỹ chắc chắn nhé. Đây là những cái móc của thang làm bằng nhôm sách hướng dẫn sử dụng này nha, được bó rất kỹ đây. Mở ra. Nó tụt lên. Đó. Bỏ tạm đi.
Khi kéo thang ra là thang nó có cái khớp, vào khớp với là vào rất chặt nha. Đó, cái ưu điểm với thang này là như này. Thì khi mình đứng chỗ này nó sẽ cao được cả. Này, có cái thước đo này. Thường như này nó sẽ cao được một một mét này. Đó, mình đeo lên rất là thoải mái. Bây giờ em sẽ rút hết cái thang đi nhé. Để cho các bạn xem kia. Đó, cái rút thang này là thang cao. Rất cao ha. Đó. Tăng cái chiều cao lên gấp đôi. Thì khi mà rút lên thì cái chiều cao thang sẽ cao được đi ra. Lấy thước. Khi mình rút lên cao này là thang sẽ cao được 1,8 m. Rất là thuận tiện để trong gia đình chúng ta sử dụng. Cái ưu điểm nhất của cái thang này là có thể sử dụng được mọi địa hình. Thay vì các bác có thể đứng ở sát những cái cạnh tường như này, thì đối với những cái thang kia thì đứng nó khó, thì thang này ta sẽ làm theo kiểu là bậc thang được nhé. Ta sẽ để một chân bên này cao, bên này thấp để cho sát vào tường. Đấy, bây giờ mình sẽ leo lên cái này rất là dễ dàng nha. Đấy, thế là mình áp sát được cái tường luôn để mình leo thì được. Đó, những địa hình mà sẽ khó. Còn là thang sẽ bây giờ em sẽ quay chi tiết về cái thang thôi. Chân được bọc cao su này, chống trơn trượt này. Các đầu thang thì được làm nhựa để chống tạo được vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như là chống độ chảy của chiếc nhôm này. Đó. Đây, cái mép nhôm này rất là dày nha. Dày, cứng. Đó. Đây là tên logo thang đây, màu đen đây. Đây, khi mình đi lên nó có cảm giác rất chắc chắn. Đây là cái khóa. Đó, mình mở cái khóa lên và mình sẽ để mình gấp vào. Để sát được vào tường luôn nha. Những cái mẫu thang nhôm bình thường kia đây, em có cái mẫu thang nhôm như thế này thì chỉ mở ra chữ A được như thế này thôi. Đó, mình sẽ không không đứng sát được vào tường như mấy cái thang kia nha. Đó, cái thang như cái thang nhôm kia này mình chỉ làm được một một hướng vậy thôi. Đó, còn cái thang này mình sẽ sử dụng được cái chức năng này rất là hay nha. Giờ em sẽ ra ngoài test cái chức năng chữ Y của cái chiếc thang này. Cứ đang bên ngành điện lạnh vệ sinh máy lạnh như thế này ạ. Cái thang này rất hiệu quả nha.
thì chức năng bây giờ em sẽ dãy chức năng chữ Y của chiếc thang đây. Bác xem cái thằng rưỡi chữ Y rồi, cái máy quay của em nó quay nó không được tổng hết được nên là đó, chức năng chữ Y đấy. Đó, bây giờ là em vừa mở hộp cũng như là giới thiệu chi tiết về chiếc thang như này, cũng như hướng dẫn sử dụng với các mức bậc, nó còn nhiều thế sử dụng nữa thì em sẽ về chế sau, sẽ giới thiệu các vị sau. Thì cái mức mở hộp như này rồi, bây giờ mức giá của chiếc thang này như nào thì bây giờ cái mức giá là nó như này đó, mình đến tận công ty em mua nha. Đó, đây tên em, củ chi này, số điện thoại này, xuất kho này, đó tổng số tiền đây là 1.350.000 đó, đến tận công ty mua nha. Đó, giá rất hợp lý. Vâng. Đấy, thì các bác thấy chiếc thang này thế nào thì có thể bình luận dưới video kìa. Vậy bác nào có thể mua thang có thể liên hệ trực tiếp qua công ty này hoặc là liên hệ qua em sẽ đến công ty lấy trực tiếp và ship miễn phí cho các bác trên toàn quốc nha. Rồi, video em xin kết thúc ở đây. Các bác thấy hay có thể chia sẻ video này để cho mọi người khác cùng xem. Nhớ đăng ký kênh để em thực hiện những video nhiều hơn. Rồi, cảm ơn bác rất nhiều.